Em xin chào các bác. Đây thì em lên cho các bác một con CD của dòng Onkyo các bác nhé. Đấy, thì đang có mấy bác hỏi em về cái dòng CD Onkyo. Rồi, thì hôm nay em lên cho các bác là mã đây là mã C705 các bác nhé. CD C705. Con này kích thước của nó là dòng size 20. Đây em đo kích thước cho các bác nhé. Đây các bác. Đây, kích thước nó là size 20 các bác nhé. Đấy, đây là chiều rộng. Con chiều sâu của nó thì đạt khoảng là 27 các bác nhé. Đấy, còn cái chiều cao của con này thì nó rơi khoảng 8.5. Đấy, đây là một cái thước CD size 20. Đấy. Bác nào mà kiểu đang nhà đang mà có công suất ví dụ mà CD không đọc thì cũng có thể lấy con này về. Đấy mình dùng chạy CD. Đấy, vẫn còn tem tiếc cái bên Nhật này. Hàng này em chưa vệ sinh được các bác nhá. Đấy, thì các bác chịu khó thông cảm là về vệ sinh qua em tí tại vì từ sáng giờ là anh em này là khách vào cũng khá là đông ấy nên là bây giờ mình tranh thủ lại quay được tiếp. Đấy, vừa rồi thì có bác khách vừa về xong. Đấy, chốt bộ dàn. Bác vừa rồi thì cũng ngồi test tỉ mỉ các bạn. Ngồi test cũng kỹ càng đấy. Test bát tép rồi các kiểu rất là kỹ. Đấy. Ở đây thì nó có cả đường AV này, rồi quang AU này. Đấy, quang AU rồi AV các thứ này. Đấy, hàng Made in Japan các bác nhé, hàng sản xuất tại Nhật này. Đấy, số series đàng hoàng. Hàng Nhật nó là như vậy các bác nhá. Đấy, cái lỗ này là không phải lỗ ốc đâu nhá. Nhớ bác lần trước có bảo em là ơi em ơi, cái con em quay nó thiếu con ốc, cái này là không phải ốc đâu nhá các bác nhá. Cái này là họ sản xuất như vậy, cũng có thể là ốc nhưng mà họ không bắt. Đấy, tức là vì có một con đây rồi, một con đây, một con đây, thế là có thể là họ bỏ qua con này không bắt. Đấy, có thể là ốc phòng hoặc là gì đó. Nói chung nôm na là đây không phải lỗ ốc đâu các bác nhá. Đấy, tại vì em thấy là lần trước là có hai bác bình luận ở dưới video bảo em ơi cái con này em thấy thiếu bị con ốc. Thì cái này là không phải đâu các bác nhá. Nếu mà có ốc thì nó sẽ có vẹt luôn này. Nếu mà đúng gốc nhé thì nó sẽ có vẹt hẳn ở đây đúng không ạ? Đấy. Đấy thì hôm nay tiện thì em cũng chia sẻ để hai bác lần trước mà có phản hồi trên bình luận video ấy thì đấy là để như vậy để các bác biết. Cái này thì nó cũng là bình thường các bạn, bởi vì nếu mà bác làm mà dùng đồ âm thanh quen rồi thì không sao, nhưng mà nhiều bác là kiểu chưa dùng bao giờ thế nên là nhìn vào những con này thì cũng có thể nghĩ như là hàng mới, là phải đầy đủ ốc các thứ. Đấy, thế cứ có lỗ là phải có ốc đúng không ạ? Đấy, tâm lý nó là như vậy. Đấy, hiện tại thì em đang thử CD đây các bác nhé. Con này thì em nói luôn nhé, tức là em bán là chủ yếu là để các bác trưng bày và gọi là chạy đến xịn thôi. Chứ còn nếu bác các bác mà dùng đĩa mốc thì em thật mắt nào cũng hỏng. Đấy, không dùng CD thì thôi các bạn, đã dùng rồi dùng cái đĩa xịn. Đấy, còn con này thì em nói chung là em bán gọi là giá gọi là 950.000. Nó thôi để các bác 900 tròn đi. Đấy, 900 tròn nhưng mà cái CD em không bảo bảo tỏi nhá. Đấy, còn về các bác dùng ví dụ đến lúc nào mắt nó kém quá thì mình thay đi, ví dụ dùng khoảng 5 năm 10 năm mắt nó kém thì mình thay mắt mới. Được chưa ạ? Đấy, 3 năm 2 năm 1 năm nói chung thì 3 năm 2 1 thì có này nó cũng do mình dùng thôi. Các bác cứ dùng đĩa xịn thì em nghĩ là nó cũng rất là bền. Đấy, còn các bác mà dùng đĩa cũ đĩa mốc đưa vào thì kể cả cái máy mới tinh thì nó cũng sẽ hỏng đúng không ạ? Kiểu như mắt mình vậy thôi. Đấy. Càng về già thì mắt nó càng kém đi. Mà đã kém rồi mà lại đưa cho những cái kính mà lởm thì mắt nó càng hoa, nó càng kém nữa đúng không ạ? Đấy, thế nên là các bác nhớ dùng trong đĩa xịn nhá. Rồi, nói vậy thôi chứ còn sau đây em sẽ tiến hành test thử cho các bác. Ở đây thì em kết nối với cả mượn một con cục công suất của hãng này, của hãng Đà Lông này để em test cho các bác nhá. Đây, em lên nhạc này. Em dừng này. Play này. Lách bài này. Rồi này, ấn vào. Stop này. Đây là stop các bạn nhé. Thank you.
máy đang quay nhưng mà tai nghe xong lại mắt nhìn ra đường, nên là nhiều khi là nhiều quên cứ kiểu mải nghe nhạc các bác. Đấy, mắt hướng ra đường nhưng mà tai vẫn đang tập trung nghe nhạc, nên là nhiều khi cứ đang tưởng tượng về cái bài hát ấy, nên khi nó quên mất là đang quay video cho các bác. Nó căn bản là Phi Nhung, là cái ca sĩ Như Quỳnh này nhiều bài hát hay thật các bạn, kiểu hát cái giọng hay mà nó sâu lắng nghe sướng, nghe cảm giác em cũng trẻ thôi nhưng mà em nghe cái kiểu nhạc vàng kiểu test nghe nhiều quen rồi đấy, thế là nghe những cái bản nhạc vàng kiểu nó sâu mà nó nghe nó hiểu từng chữ các bác đấy, không như nhạc trẻ, nghe trẻ thì nó kiểu nó lấp lánh từ được từ không, nhưng mà với những cái nhạc này nghe nó chữ nó phải rõ nét, nên là nó cần phải một con CD đọc nó cũng khá là tốt. Thì với con này thì em thấy là mắt cũng khá là ok đấy, thì đấy em quay như vậy thôi. Còn chốt hay như nào là các bác alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 để em gửi hàng nhá. Nhà em thì ship bằng toàn quốc các bác nhá. Đấy, còn bác nào cần thì có thể qua trực tiếp nhà em, qua cửa hàng số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội quý vị nhá. Nhà em cách bến xe Mỹ Đình tầm khoảng 6 đến 700 mét. Đấy thì anh em có thể, các bác có thể qua trực tiếp nhá. Vâng, xin chào các bác.